Nam mô Di Đà Phật. Thì bữa nay đi đi đám tầng thì trở lại nhà của anh Rìu ha. Đây là mã của anh Rìu ha quý vị. Đây là chị Rìu. Hôm qua mình quên chị Rìu, quên để cái nón mà xuống. Đúng rồi. Nón gì? Nón bò, nón bảo hiểm đó. Hôm qua quên. Đây là chị Rìu. Thì hôm nay á thì Lê Trang lên đây quay lại clip nữa cho quý vị xem, là nguyên do là thấy trong bà con không hiểu gì nhiều rồi bình luận trái chiều. Thì Lê Trang gặp chị Rìu muốn nói với bà con này ha. Ở đây xóm Rìu thì tao cũng biết, chị cũng lo chồng chị đàng hoàng đây nè. Đó. Thì cái tính nói gì đó rồi nè. Rồi cái chú Tú nói thôi chị đi vô đi rồi em ở đây lo cho, rồi đổ ngựa lỗi sình lỗi bụng lỗi muốn gần chết luôn. Nó lúng muốn tới luôn quần luôn đó chị, chứ phải mà cả đâu. Nên mà giờ Lê Trang nói cho quý vị nghe, đây là có chị Rìu. Tại vì Lê Trang đứng quay cho nên không thấy mặt Lê Trang được cả nhà. Thì bữa đó là nguyên do nó bối rối lắm, tôi còn bối rối đó, huống chi là ai. Nguyên do là quý vị muốn bình luận cái gì thì chúng ta hay hiểu kỹ rồi, đừng bình luận trái chiều, cũng tội nghiệp người ta. Có nghĩa là bữa đó chị Rìu, cái quý vị biết mà chừng 500 mét đó, miếng ruộng vậy đó, nó không 500 cũng 300-400 thấy chị Rìu. Đó là mà nó sình không à quý vị ơi. Tôi chỉ nán lại, tôi chỉ nói câu không đem máy, anh nói máy đem vô không được gì, lần sau kéo nổi. Tôi chỉ ngừng lại, tôi nói không kéo lần sau, chỉ kéo vô được. Đây là làm ơn sẵn cô bé làm giùm luôn đi. Mà tôi chạy hai ông kéo xuồng ra, tôi chạy theo không kịp đó. Thì quý vị thấy cái clip tôi cắt bớt rồi đó, tôi chạy quơ cái máy luôn á, là tôi chạy ra không kịp luôn. Thì quý vị cũng thông cảm là bữa đó là chị Rìu chỉ nán đứng lại một chút là sao Rìu. Nhờ chủ máy nhờ anh Lập, anh Tám phải không? Anh Năm, Năm gắn, anh gắn kéo. Là tôi chạy quay đây là chị. Chị gắn kéo là chạy vô liền thì nó ngay, tại đi quá nhanh mấy ổng thấy. Tại vì cái xe đậu trên này tôi đi hướng như này bởi vì tôi phải chạy ngược lên. Chạy ngược lên có nghĩa là nguyên do là bữa đó sình đó vô người anh đó thì ai cũng thấy rốt cuộc mấy ảnh đi nhanh dữ lắm. Tôi á thì xuống sình, mấy vị biết đàn bà mà xuống sình chạy gần chết, tôi bữa đó tôi còn chạy chết mới kịp ra đó. Cái bà thấy không, vườn chạy không đó mấy, tôi con không biết gì mà sạch sẽ đâu sình. Rồi chị Rìu chỉ nán lại chút bà cũng vô theo kịp lên xe mà. Có bà con mình bình luận trái chiều có nói là người sống mà người chết không lo mà lo cái máy cài là nguyên do gì hay cái gì rồi mình, nó cũng như là kiểu là ý tôi hỏi về như theo vai trò chị sao lúc đó chị bó gói không thì ai cũng phải bó gấu rồi chứ mở cái chèn ra đi chứ bây giờ ai cũng vậy trơn á. Bây giờ cái chuyện tôi còn bó gói nè, tôi niệm Phật còn thiếu chữ cũng bị người cự nữa nè. Không mà quý vị ơi, trong khi lúc đó mà quý vị đứng ngay đó đi rồi quý vị sẽ thấy cái đau xót như vậy. Nhưng mà là đổ anh xuống á, lúc đó bối rối lắm. Nhưng mà chị Rìu chị ngừng lại có một chút chị ngừng lại chị nói là làm ơn đi anh Tám ơi, kéo vô giùm. Mà Lê Trang còn chạy muốn chết là tôi chạy không nói cái gì, mấy theo kịp mấy ổng đó, mấy em kéo nhanh lắm. Rồi đất sình mà phụ nữ thì hơi trễ. Thì bà con mình coi cái clip của Lê Trang này thì cũng thông cảm ha, cho Lê Trang. Người thì nói bà này vô duyên quá. Cười cũng bị nói nữa mấy bà nói gì. Thì có cái clip mà Lê Trang mới quay vụ mà đi rước dâm á, thì ra ông sư ông hỏi, ông nói ủa không có đem gì ra rồi sao hơi mình cấm nhang đem về. Cái Lê Trang nói không thôi thì hơi mình cấm đỡ chi trái cây này mình đem về. Rồi mình cười, ông sư cũng cười. Vậy mà cũng có người bình luận vô nói cái bà này bà vô duyên. Rồi Lê Trang cũng bình luận lại nói có miếng duyên nào đâu mà vô. Kính thưa quý vị ơi, bởi vì mình biết là vô thường. Mọi người chúng ta ai cũng có vô thường đến lúc nào không hay. Lê Trang quay như gì nè, một lát nữa Lê Trang đã mắc, Lê Trang không biết điều đó, Lê Trang thản nhiên là tất nhiên rồi quý vị ơi. Kính thưa quý vị, theo dõi của kinh thiện nguyện Lê Trang ha, sẽ chia sẻ like rồi cho Lê Trang để tiếp theo, còn những mọi chuyện xung quanh về bên anh Rìu nữa để mình cho quý vị xem ha quý vị. Nam mô Đà Phật.